Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên kênh tin tức của chúng tôi. Tới với bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức mới nhất có trong chương trình. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 tử vong đang có khuynh hướng giảm. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ dương tính trong cộng đồng qua test nhanh giảm mạnh. 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng đến tay người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có giấy chứng nhận. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca COVID-19 tử vong đang có khuynh hướng giảm. Thưa quý vị, trưa ngày 12 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt HCDC cho hay, thành phố đang triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với mục tiêu bao phủ mũi 1 cho tất cả người trong độ tuổi và mũi 2 cho những người đã đến lịch tiêm. Việc tổ chức tiêm chủng do Ủy ban Nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức chủ động tổ chức. Cập nhật đến thời điểm này, có 292.403 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại thành phố, trong đó 291.930 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 473 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 39.433 bệnh nhân, trong đó có 2.805 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.790 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 11 tháng 9, có 3.392 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện đến nay là 147.416 bệnh nhân. Số tử vong đang có khuynh hướng giảm trong những ngày gần đây. Theo HCDC, thành phố triển khai chiến dịch cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến ngày 15 tháng 9. Đến ngày 10 tháng 9, thành phố đã tiêm được 7.535.598 mũi vaccine, trong đó tổng số mũi là 6.404.057, mũi 2 là 1.131.541, có 847.698 người trên 65 tuổi, người có bệnh nền đã được tiêm. Từ 18 giờ ngày 10 tháng 9 đến 18 giờ ngày 11 tháng 9 đã xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại vùng cam, vùng đỏ là 406.024 người, có 5.355 người có kết quả dương tính, tỷ lệ dương tính là 1,3%. Hiện số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi điều trị tại nhà là 96.270 người, trong đó có 64.622 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà sau khi phát hiện và 31.648 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận huyện là 25.580 người. Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ dương tính trong cộng đồng qua test nhanh giảm mạnh. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo trong ngày 12 tháng 9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng số mũi vaccine thành phố đã triển khai tiêm đến ngày 11 tháng 9 là gần 7,8 triệu liều. Trong đó, tổng số mũi 1 gần 6,5 triệu, mũi 2 hơn 1,3 triệu. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là gần 900.000 trường hợp. Từ hết ngày 8 tháng 9, để đạt độ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, thành phố ước tính còn hơn 879.000 người cần tiêm mũi 1. Người dân từ 18 tuổi trở lên đến thời hạn tiêm vaccine mũi 2 ước còn 927.000 trường hợp. Hiện thành phố đang điều trị 39.000 bệnh nhân, trong đó có hơn 2.900 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.690 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 11 tháng 9, thành phố có 2.925 bệnh nhân xuất viện. Tổng số ca xuất viện từ đầu năm đến nay là trên 150.300 người. Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế, số ca tử vong đang giảm trong nhiều ngày qua. Ngày hôm nay giảm còn 200 trường hợp tử vong, số ca nhập viện bắt đầu giảm. Liên quan đến công tác xét nghiệm cộng đồng, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay các địa phương đã bước xong vòng xét nghiệm thứ ba, đạt 55%. Trong đó, vùng cam, vùng đỏ tỷ lệ dương tính đợt xét nghiệm 1 là 3,6%, đợt 2 có 2,7%, đợt 3 đang có tỷ lệ 1,3%, trong khi đó vùng xanh và cận xanh tỷ lệ thấp hơn rất nhiều. Ông Tâm nhận định, qua mỗi đợt tỷ lệ dương tính giảm, kết quả trên cho thấy việc phân vùng trước đây khá chính xác. Một trăm nghìn phần quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng đến tay người dân thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, phát biểu tại lễ xuất quân, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quán triệt sâu sắc phương châm chống dịch như chống giặc, nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, cùng với các cấp các ngành kịp thời tham mưu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và Thành ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các biện pháp phòng chống đại dịch. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động hơn 36.000 cán bộ chiến sĩ dân quân phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Thành phố đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm bằng tình cảm, mệnh lệnh từ trái tim để phối hợp, thực hiện đầy đủ các khâu, các bước tiếp nhận, xử lý, bảo quản, khâm liệm, hỏa táng thi hài và vận chuyển bàn giao cho các bệnh nhân COVID-19 tử vong cho gia đình, đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, mang tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, từ ngày 23 tháng 8, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống đại dịch. Phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động mọi nguồn lực tổ chức thực hiện chiến dịch cao điểm, trao tặng 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 hộp lương khô, 10 gói mì tôm, 1 hộp cá hộp, 1 hộp thịt hộp, 10 gói trứng vịt, 1 gói xúc xích, 1 chai dầu ăn, 1 lon sữa đặc, 1 lốc sữa tươi và 1 bịch bánh. Ông Nam phát biểu, đây là tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là nguồn cổ vũ, khích lệ, động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thực hiện triệt để, hiệu quả giãn cách xã hội với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, giữ vững bảo vệ an toàn các pháo đài, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng, triệt tiêu vùng đỏ, tiến tới xanh hóa bản đồ COVID-19, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày sau buổi lễ xuất quân, Bộ Tư lệnh Thành phố triển khai ngay lực lượng, phương tiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để mang nhanh nhất, sớm nhất những phần quà đến tay người dân, đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, an toàn, góp phần san sẻ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu đói. Nhiều người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có giấy chứng nhận. Thưa quý vị, người dân lo lắng khi Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 nhưng trên sổ sức khỏe điện tử chỉ cập nhật 1 mũi. Thậm chí có người đã hoàn thành 2 mũi tiêm nhưng sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật bất kỳ mũi nào. Ngoài ra còn có người đã tiêm nhưng không có giấy chứng nhận nên không thể đề nghị chỉnh sửa hay tiêm mũi thứ hai. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm nới lỏng phục hồi kinh tế dựa trên nguyên tắc an toàn, linh hoạt theo kết quả phòng chống dịch. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến sẽ áp dụng cấp thẻ xanh, thẻ vàng căn cứ trên kết quả tiêm vaccine 1 hoặc 2 mũi của người dân. Chia sẻ với phóng viên ngày 12 tháng 9, anh Thanh Vũ trú tại quận Bình Chánh cho biết, tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 theo đơn vị làm việc, nhưng trên app sổ sức khỏe điện tử chỉ hiển thị mũi tiêm thứ 2 chứ không có mũi 1. Trong khi đó, việc tiêm mũi 1 tôi không cấp giấy chứng nhận, nên giờ cũng không thể báo cập nhật theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vì không có minh chứng. Về nỗi lo lắng này của người dân, chia sẻ tại chương trình Dân hỏi Thành phố trả lời, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay, việc sai sót trong cập nhật dữ liệu tiêm vaccine lên sổ sức khỏe điện tử, chúng tôi đã làm việc với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hướng giải quyết. Theo ông Lê Quang Tự Do, trước mắt, HCDC đã hướng dẫn người dân bị sai thông tin, số mũi tiêm, ngày tiêm, địa chỉ, họ tên, sai ngày tháng năm sinh có thể vào trang website của HCDC để khai theo mẫu. Sau đó HCDC sẽ cập nhật lại dữ liệu chính xác. 2 tuần các dữ liệu sẽ được cập nhật lại 1 lần. Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, tuy nhiên cũng có những người dân không có giấy gì để chứng nhận đã tiêm vaccine. Đây là trường hợp rất khó. Tôi nhớ đợt đầu tiên khi thành phố thực hiện tiêm phủ vaccine, một số đơn vị đã không phát giấy khi tiêm. Vì vậy nhiều người dân không có chứng nhận dù đã tiêm vaccine. Riêng trường hợp này, tôi sẽ tiếp thu ý kiến bà con đóng góp và sẽ làm việc với Sở Y tế và Bộ Y tế để phản ánh lại. Tại chương trình, ông Lê Quang Tự Do cũng cho biết, 9 ngày qua, ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm liên tục. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine. Ông khuyên rằng, người dân hãy tiêm vaccine khi đến lượt của mình mà không ngần ngại hay chần chừ, bởi vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Ngoài ra, ông Lê Quang Tự Do cũng cung cấp thêm thông tin rằng chỉ trong vài ngày nữa, thành phố sẽ ban hành chi tiết cụ thể về các giải pháp sau ngày 15 tháng 9 như việc nới lỏng giãn cách, phục hồi kinh tế, an sinh xã hội hay quan trọng nhất là chính sách thẻ xanh vaccine sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Hơn
hơn 10.000 tình nguyện viên sẵn sàng vào Nam chống dịch. Thưa quý vị, thông tin từ Trung ương Đoàn cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn triển khai, đã có hơn 10.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam trên website http://chongdichchongdoanthanhnien.vn. Đây là những cán bộ, sinh viên, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh của các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trung cấp các khối ngành chăm sóc sức khỏe của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, các tỉnh, thành phố có nhiều tình nguyện viên tham gia đăng ký gồm Hà Nội 1.586 người, Đắk Lắk 810 người, Đà Nẵng 709 người, Thừa Thiên Huế 690 người, Hải Dương 684 người và Thành phố Hồ Chí Minh 548 người. Trong số hơn 10.000 tình nguyện viên đăng ký, có gần 8.000 tình nguyện viên thuộc các khối ngành chăm sóc sức khỏe, hơn 60% tình nguyện viên đã từng tham gia các hoạt động tình nguyện của tổ chức đoàn hội, hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, đơn vị và các tỉnh, thành phố khác. Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Y tế đảm bảo cho các tình nguyện viên phải được tiêm phòng ít nhất một mũi, được trang bị tập huấn đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong phòng chống dịch trước khi có lệnh điều động từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai kế hoạch thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cũng trong chương trình này, chiều ngày 10 tháng 9, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên đề đầu tiên cho các đội hình theo hình thức trực tuyến với chủ đề An toàn cho nhân viên y tế tham gia tình nguyện chống dịch. Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và gần 5.000 tình nguyện viên đã tham gia tập huấn. Tại chương trình, các tình nguyện viên được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, thao tác mặc đồ bảo hộ, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, sơ cấp cứu trong các trường hợp say nắng, mất nước, thiếu oxy khi đang thực hiện nhiệm vụ. Các lưu ý chuẩn bị tư trang cá nhân, di chuyển từ địa phương đến các tỉnh, thành phố nhận nhiệm vụ. Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tái xuất ở Huế lôi kéo học sinh tham gia. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện xử lý nhóm sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trái phép có quy mô lớn tại địa phương, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Cụ thể, tại phòng số 5, khu nhà trọ 4/47 Lương Văn Can, phường An Cựu, thành phố Huế, Công an phát hiện 3 người gồm Hồ Diên, sinh năm 1993, Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 1996, cùng tạm trú tại đường Lương Văn Can, và Hoàng Thị Kim Lờ, sinh năm 2003, học sinh trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, thu giữ 3 quyển kinh thánh, khoảng 200 bì thư đựng tiền dâng lễ, số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện máy móc khác. Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Jin, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, danh sách dâng lễ vật của các thành viên. Chủ nhà trọ cho biết, Jin và Huyền thuê phòng ở gần năm nay để sinh hoạt đi làm, thi thoảng có một số người đến chơi rồi trở về, mọi sinh hoạt bên trong phòng đều đóng cửa nên chủ nhà không biết. Cơ quan công an cho hay, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay tại địa bàn Thừa Thiên Huế có hơn 220 đối tượng tổ chức người tham gia sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Những người cầm đầu chủ yếu là từ các tỉnh phía Bắc và địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuê phòng trọ để hoạt động. Để đánh lừa người dân, các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán kinh doanh tự do, con mồi các đối tượng nhắm đến để truyền đạo, trục lợi, lôi kéo tham gia và tổ chức chủ yếu là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh eo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên. Với nội dung tuyên truyền cực đoan phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn, nhiều gia đình đã có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này, hàng tháng phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm đi truyền đạo cho người khác. Thượng tá Cái Quang Minh, Phó trưởng phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tổ chức này có giáo lý phản khoa học, mê tín dị đoan như vào các ngày tận thế của thế giới, dẫn dụ người tham gia đi ngược lại truyền thống phong tục, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như dẹp bỏ bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, phủ nhận công lao sinh thành của cha mẹ, vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia và các tổ chức tự xưng Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân cần phải hết sức tỉnh táo, không tham gia vào tổ chức vi phạm này, tránh vi phạm pháp luật, vừa tiền mất tật mang.